Ừ, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy chim nhé. Ngày hôm nay thì bên nhà em xin giới thiệu cho anh em là về cái dòng keo xám chịu nhiệt dùng để bẫy chim dính chân này. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng keo này, em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về cái mẫu keo này dùng để bẫy tất cả các loại chim dính chân thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại ở góc màn hình video. Còn về mẫu keo này, đây bên cơ sở nhà em là vừa nấu xong, bây giờ bắt đầu vào bảo quản là em sẽ ngâm nước lạnh này để cho keo nó co lại các bác. Đấy, khi các bác mua về sử dụng ấy, ví dụ các bác có lấy lửa cân thì bên cơ sở là cắt và gói vào cái giấy chống dính ấy. Về là các bác trước khi đi đánh là các bác phải ngâm nước sôi nhé, tầm khoảng 3-5 phút các bác kéo dẻo keo ra. Đấy, kéo dẻo keo ra rồi các bác quấn vào xào hoặc là vào cây. Đấy, keo này thì bên nhà em được các bác ủng hộ là mua về sử dụng bẫy chim cu gáy, bẫy chim trào màu, chích chòe, chim hút mật rất là nhiều. Còn đặc biệt keo này là keo bẫy chim sẻ các bác. Đấy, hàng keo này. Đấy, độ bám dính của nó rất là cao. Đấy, kéo ra keo nó không bị đứt mủn này các bác này. Về đây là keo nguyên liệu để làm nên nó thì nó được pha tạp từ keo mủ và keo công nghiệp. Đấy, thì khi nấu cô lên ấy, thì nó được bột mềm mẻ keo như thế này. Đấy, hàng này đánh ngay ưu điểm của nó thì gì, khi lông con chim nó dính vào các bác bỏ kéo ra rất là róc lông. Đấy, và cái thứ hai là khi chân nó dính ấy, thì nó sẽ ngã. Đấy, khi cái móng chân của con chim nó chạm keo này là ngã này. Đấy, keo này thì bên cơ sở gửi này ít nhất là từ lửa kg. Đấy, các bác đặt lửa kg là bên cơ sở nhà em là đóng hàng gửi cho các bác nhé. Đấy, keo đây một khối này là 20 kg. Đó, keo thì nó sẽ có hai màu, một là màu xám và một là màu đen. Màu đen thì thường thường là sẽ phục vụ cho anh em đánh chim sẻ thời tiết trời mát. Đấy, thì keo nó không bóng. Còn là ví dụ mà thời tiết nắng thì anh em nên sử dụng cái keo màu xám như thế này. Đấy, mủ cao su. Đấy, keo này thì độ làm keo nó cũng dễ thôi. Đấy, khi các bác mua về các bác ngâm nước nóng tầm khoảng 3-5 phút các bác đảo dẻo lên. Đấy, đảo dẻo lên rồi các bác quấn nhé. Đấy, còn ví dụ từ lần sau đi thì các bác ngâm nước nóng thì nó nhanh thôi. Đấy, keo nó có đã được tạo nhiệt và đi đánh rồi thì ví dụ đây là keo tái sử dụng này. Đấy, lần sau các bác đi đánh thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng các bác ngâm tầm khoảng 3 phút thôi là keo nó đã dẻo rồi, các bác kéo và các bác quấn một cây. Còn thời tiết đánh thích hợp ấy thì từ 15 độ C cho tới là 40. Đấy, hơn 40 độ C thì keo không bao giờ bị chảy các bác nhé. Đấy, sáng ví dụ như là thời tiết sáng sớm ấy thì nhiệt độ dao động từ 20-25 là đánh càng ok. Đấy, keo này thì nhược điểm của nó ấy, thì các bác sẽ không đánh được thời tiết là trời mưa. Đấy, chỉ các bác chỉ đánh trời râm và trời nắng thôi nhé. Đấy, còn ví dụ như keo đây. Đấy, như bộ sào của em đi đánh chim sẻ đây thì đấy, bác nào mà thợ chim sẻ xem video này cần một bộ sào như thế này thì cũng có thể là tham khảo. Đấy, keo em làm đây. Đó, đây cũng là dòng keo xám các bác nhé. Đấy, dòng keo xám vừa quay cho các bác ấy. Ok nhá. Đấy, bác nào mà mua keo thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Chào các bác nhé.